Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn Toán lớp 3 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5. Bảng nhân 3. Bảng chia 3. Rồi trước hết là các em vào phần khám phá. Bảng nhân 3. Đầu tiên chúng ta có một bài toán như sau. Mỗi xe xích lô có 3 bánh xe. Hỏi 4 xe xích lô có bao nhiêu bánh xe? Rồi ở đây có em nào chưa biết xe xích lô như thế nào không? Các em quan sát nha. Đây chính là hình ảnh chiếc xe xích lô. Nếu em nào ở phố thì các em hay thường bắt gặp hình ảnh xe xích lô chở khách ở trên phố. Rồi còn nếu em nào ở quê thì các em sẽ ít gặp hơn. Em nào chưa biết thì các em quan sát. Đây chính là hình ảnh của một chiếc xe xích lô. Mỗi xe xích lô có 3 bánh. Như vậy 4 xe xích lô thì có bao nhiêu bánh xe? Một xe là có 3 bánh. Một xe là 3 x 1. 2 xe là 3 x 2. 3 xe là 3 x 3. 4 xe là 3 x 4. Vậy 4 xe xích lô có tất cả là 3 x 4 bánh xe. Muốn biết 3 x 4 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ thực hiện phép cộng như sau. Rồi, một xe có 3 bánh, 2 xe, 3 xe, 4 xe. 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, 9 cộng 3 bằng 12. 3 được lấy 4 lần. Chúng ta có phép nhân là 3 x 4. 3 x 4 bằng 12. Được chưa? Như vậy là 4 xe xích lô có tất cả là 12 bánh xe. Rồi bây giờ chúng ta cùng xây dựng bảng nhân 3. Rồi trước hết là 3 x 1. Các em nhớ là bất kỳ một số nào nhân với 1 thì bằng chính số đó. 2 x 1 bằng 2. 5 x 1 bằng 5. Vậy 3 x 1 bằng 3. 3 x 2. 3 x 2 thì các em lấy số 3 này. Các em đếm thêm 3. 3 cộng 3 bằng 6. 3 x 3. Các em lấy 6 cộng thêm 3 bằng 9. 3 x 4. Các em lấy 9 cộng thêm 3 bằng 12. 3 x 5. Các em lấy 12 cộng thêm 3 bằng 15. 3 x 6. Các em lấy 15 cộng thêm 3 bằng 18. 3 x 7. Các em lấy 18 cộng thêm 3 bằng bao nhiêu? À, bằng 21. 3 x 8. Các em lấy 21 cộng thêm 3 bằng 24. 3 x 9. Các em lấy 24 cộng 3 bằng 27. 3 x 10. Các em lấy 27 cộng 3
bằng 30. Được chưa? Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bảng nhân 3. Các em nhớ cách nhẩm bảng nhân 3 chưa? Rồi tiếp theo. Các em sang phần hoạt động. Hoạt động 1. Các em điền số thích hợp vào mỗi ô trống trong bảng sau. Rồi trước hết là chúng ta có thừa số là 3. Thừa số là 2. Muốn tìm tích thì các em lấy thừa số nhân với thừa số, tức là lấy 3 nhân 2. Dựa vào cách nhẩm bảng nhân 3 thầy giáo vừa hướng dẫn ở trên, các em nhẩm xem 3 nhân 2 bằng bao nhiêu. 3 nhân 2 bằng bao nhiêu? À, 3 nhân 2 bằng 6. Được chưa? Các em viết 6 vào ô tích tương ứng. Tương tự 3 nhân 3. 3 nhân 3 bằng, à ta biết 3 nhân 2 bằng 6 rồi. Thì 3 nhân 3, các em lấy 6 cộng thêm 3 bằng 9. Rồi bằng cách nhẩm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần hoạt động 1 nhé. Tiếp theo là 3 nhân 5. 3 nhân 5 bằng 15. 3 nhân 7 bằng 21. 3 nhân 9 bằng 27. 3 nhân 10 bằng 30. Rồi thầy giáo hướng dẫn các em này. 2 nhân 10 thì các em học rồi đúng không? 2 nhân 10 bằng 20. Rồi tương tự thì 3 nhân 10 bằng 30. 4 nhân 10 bằng 40. 5 nhân 10 bằng 50. Cứ như vậy chúng ta có 9 nhân 10 bằng 90. Các em hình dung được chưa? Tiếp theo các em sang phần hoạt động 2. Các em nêu các số còn thiếu. Câu A, câu B. Rồi thầy giáo gợi ý nha. Dãy số ở câu A thì các em đếm thêm 3. 3 đếm thêm 3 bằng 6. 6 đếm thêm 3 bằng 9. 9 đếm thêm 3 bằng 12. Dãy số ở câu B thì các em bớt đi 3. 30 bớt đi 3 còn 27. 27 bớt đi 3 còn 24. Rồi dựa vào gợi ý các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần hoạt động 2 nhé. Rồi đầu tiên là các em hoàn thành câu A này. 12 các em đếm thêm 3 bằng bao nhiêu? À bằng 15. 15 cộng 3 bằng 18. 18 cộng 3 bằng 21. 21 cộng 3 bằng 24. 24 cộng 3 bằng 27. 27 cộng 3 bằng 30. Được chưa? Thì đây chính là những số kết quả có trong bảng nhân 3. Rồi các em sang câu B. 24 bớt đi 3 bằng 21. 21 trừ 3 bằng 18. 18 trừ 3 bằng 15. 15 trừ 3 bằng 12. 12 trừ 3 bằng 9. 9 trừ 3 bằng 6. 6 trừ 3 bằng 3.
Rồi tiếp theo là các em sang phần hoạt động 3. Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người, gồm trọng tài và 2 người thi đấu. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người? Rồi đây các em hình dung bài toán như sau. Mỗi bàn đấu cờ vua là có 3 người. Được chưa? Một bàn này, hai bàn, ba bàn, bốn bàn, năm bàn, sáu bàn. Một bàn là 3 người. Vậy 6 bàn như vậy là có bao nhiêu người? À, các em nhẩm. Một bàn là 3 nhân 1, 3 nhân 2, 3 nhân 3, 3 nhân 4, 3 nhân 5, 3 nhân 6. Một bàn có 3 người, 6 bàn như vậy sẽ có 3 nhân 6 người. Được chưa? 3 nhân 6 bằng bao nhiêu? À, 3 nhân 6 bằng 18. Vậy các em trả lời như thế nào? 6 bàn đấu cờ vua có số người là 3 nhân 6 bằng 18 người. Rồi, các em đáp số là 18 người. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát toán lớp 3 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Rồi nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em nhớ ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.